Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bệnh hiếm là bệnh có ít người mắc phải, thế nhưng số lượng bệnh thì lại rất nhiều và phức tạp. Bởi vậy mà tổng số bệnh nhân mắc các bệnh hiếm lại không phải là con số nhỏ. Việc phát hiện sớm, can thiệp điều trị kịp thời có thể duy trì cuộc sống cho người bệnh. Trong những năm vừa qua, thì Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác sàng lọc sơ sinh, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh hiếm, đào tạo nghiên cứu khoa học và hỗ trợ cộng đồng các bệnh nhân mắc các bệnh hiếm. Để hiểu hơn về những nỗ lực của Việt Nam và sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thúc đẩy công tác chẩn đoán, phát hiện, điều trị bệnh hiếm, chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Vũ Chí Dũng, trưởng khoa nội tiết chuyển hóa di truyền, là giám đốc trung tâm sàng lọc sơ sinh và quản lý bệnh hiếm Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào chị Nhã Trang. Vâng, thưa ông Vũ Chí Dũng, là trong cái clip thống kê đầu của mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là theo cái ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì có tới khoảng 8% dân số của Việt Nam là đang mắc các bệnh hiếm. Đặc biệt đáng chú ý trong số đó thì có tới khoảng 2/3 là trẻ em. Vậy thì những cái tỷ lệ này nói lên điều gì thưa ông? Quy ước về thế nào là hiếm thì khác nhau ở mỗi nước. Ví dụ như là ở Hoa Kỳ thì đạo luật về bệnh hiếm thì quy ước là nếu như một bệnh nào đấy có số người mắc mà nhỏ hơn 200.000 người, tức là 1 trên 1.500 thì là hiếm. Nhưng cộng đồng châu Âu về bệnh hiếm thì quy ước là nhỏ hơn 1 trên 2.000, nhưng ở Nhật Bản thì lại quy ước là nhỏ hơn 1 trên 2.500. Tại sao lại có những cái quy ước khác nhau như vậy? Vì tùy thuộc rất nhiều vào cái mô hình bệnh tật cũng như là cái tiềm lực của mỗi quốc gia. Thế thì ở Việt Nam thì chúng ta chưa có một con số thống kê và chưa có một cái quy định nhất định. Hiện nay thì có khoảng độ 470 triệu người đang mắc bệnh hiếm trên toàn thế giới. Và khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á của chúng ta thì có khoảng độ 45 triệu. Thế thì chúng ta là một trong những nước đông dân, 8% của 96 triệu 200 ngàn người là một con số rất lớn. Rồi có những căn bệnh mà cả thế giới trong vòng 40 năm theo dõi ở 25 nước khác nhau có được khoảng độ 210 cháu, thì của chúng ta chỉ trong vòng 10 năm thì chúng ta cũng có tới 65 cháu. Tức là riêng rẽ ra thì có những bệnh mà số bệnh nhân của chúng ta là phát hiện được nhiều hơn rất là rõ. Cậu bé Lương Triều Vĩ, hiếu động, thích gặp gỡ với các bạn cùng trang lứa, thích âm nhạc. Tưởng chừng cũng như bao bạn khác, thế nhưng Vĩ lại là cậu bé hiếm, 25.000 trẻ mới có một người như Vĩ. Khoảng 2-3 tuổi gì đó thì cháu nó bị viêm tai. Thế hai vợ chồng đưa cháu xuống bệnh viện khám thì bác sĩ mới nhìn khuôn mặt của cháu, tất cả những cái biểu hiện của cháu nó khác trẻ bình thường. Thế là bác sĩ khuyên cho đi khám nội tiết. Lúc ấy mình cứ nghĩ là khám nội tiết nó rất là bình thường. Chồng em thì cứ nghĩ là nó bình thường, xem cái tên bệnh đại khái mình cũng không hiểu. Nhưng mình search lên Google thì mình thấy nó bệnh nó lan giải quá. Bé Vĩ mắc căn bệnh hiếm MPS type 2. Đây là bệnh hiếm thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa dự trữ thể tiêu bào, khiến cho dinh dưỡng không thể giải đều hết cơ thể mà chỉ tích tụ tại hầu họng và các cơ quan nội tạng. Nếu không có thuốc truyền thì đến 6-7 tuổi, hầu họng và đầu của bé sẽ phát triển to bất thường, thính lực và thị lực sẽ giảm. Bệnh nhân có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Rất nhiều bậc cha mẹ, thậm chí toàn xã hội còn rất ít thông tin, thậm chí không hề biết đến bệnh hiếm. Những năm trước kia, công tác chuẩn đoán cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng gần đây, bằng những phương pháp tiên tiến, bác sĩ đã chuẩn đoán và định danh được bệnh để có thể can thiệp cho các bé. Mấy chục năm trước thì chúng ta chẩn đoán những bệnh hiếm gặp, bệnh di truyền dựa vào bằng lâm sàng, bằng các xét nghiệm vệ sinh hóa, bằng chẩn đoán hình ảnh. Nhưng những năm trở lại gần đây thì nhờ các tiến bộ về xét nghiệm, về đặc biệt về tiến bộ về di truyền đã chẩn đoán được các bệnh di truyền, bệnh hiếm gặp. Dựa vào những kết quả về di truyền đó, chúng tôi mới chẩn đoán được, mới khẳng định được bệnh nhân là bị bệnh thực sự hay không. Mà được chẩn đoán bằng bệnh di truyền này, chúng tôi có những cái phương pháp điều trị đặc hiệu hơn để giúp đỡ cho bệnh nhân cải thiện tình trạng của bệnh. Hiện nay, bé Vĩ và những bé mắc căn bệnh khác nhau thuộc nhóm bệnh hiếm đang được can thiệp điều trị. Đúng rồi. Thế thì chữ mẹ là như nào nhỉ?
Vâng, thưa ông, là khi mà trong quá trình chúng tôi đi thực hiện các cái phóng sự thì chúng tôi cũng có gặp gỡ với một số gia đình bệnh nhân cũng như là các bác sĩ, thì họ có dùng một cái cụm từ thay thế cho cụm từ bệnh hiếm mà chúng ta vẫn thường gọi, đó là bệnh mồ côi. Ở đây hàm ý có nghĩa là cái căn bệnh này nó chưa thực sự nhận được cái sự quan tâm đúng mức, bởi vì là nó là số ít, nó là thiểu số. Vậy thì có chăng là đã có những cái giai đoạn mà chúng ta chưa có nhiều thông tin hoặc là chúng ta chưa có cái sự quan tâm đúng mức đến cái căn bệnh này, thưa ông? Cái khó khăn lớn nhất và cũng là thử thách lớn nhất trong những năm vừa qua thì đối với các cái căn bệnh này là thực sự là chúng ta thiếu thông tin. Trong số 8.000 các cái bệnh hiếm thì có tới 85% các cái bệnh này là do di truyền. Thế thì bản thân cái bệnh di truyền thì chúng ta biết là 15 năm trước thì cái số gen mà chúng ta xác định được trong số các cái bệnh di truyền mà do tổn thương một cái gen đặc hiệu nào đấy thì chỉ khoảng độ 1.600 gen. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì chúng ta có con số là trên 5.000. Tức là khi chúng ta hiểu về bệnh thì chúng ta mới biết thông tin về bệnh. Thế thì khi chúng ta chưa biết cái bệnh đấy là bệnh gì cả thì ngay cả khoa học cũng thiếu thông tin, thì đương nhiên là về phía gia đình người bệnh cũng thiếu thông tin. Nên thành thử ra người ta dùng cái thuật ngữ là bệnh mồ côi. Và những cái thuốc chữa bệnh này thì thế giới người ta cũng dùng cái thuật ngữ là thuốc mồ côi. Nói riêng một chút về Viện Nhi Trung ương là một trong những đơn vị đầu ngành ở Việt Nam trong cái việc điều trị bệnh hiếm, thì hiện nay Viện Nhi Trung ương đang điều trị cho bao nhiêu trường hợp bệnh nhân, thưa ông? Tổng số cho đến hiện nay là con số mà tích lũy từ tất cả các năm thì có tới trên 10.000 hồ sơ của các cháu mắc các cái bệnh hiếm khác nhau đang được quản lý, điều trị và theo dõi ở bệnh viện từ 30 năm vừa rồi. Dạ vâng ạ. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta khám này, điều trị cũng như là chăm sóc các bệnh nhân ấy, thì giai đoạn trước cũng như giai đoạn hiện nay chúng ta có những cái khó khăn hay là chúng ta có những cái thuận lợi ra sao ạ? Nói về mặt thăm khám và điều trị các cái cháu mắc bệnh hiếm thì không chỉ riêng Việt Nam của chúng ta có những khó khăn. Thế, và cái khó khăn này thì cũng là khó khăn chung của rất nhiều nước, ngay cả những cái nước phát triển. Trước hết về phương diện phát hiện các cái bệnh hiếm thì người ta thống kê là ngay cả ở Pháp thì có tới 1/4 những người mắc bệnh hiếm phải đợi đến từ 5 đến 30 năm mới có một cái chẩn đoán chính xác. Và có tới 40% những người mắc cái bệnh hiếm này, cái chẩn đoán ban đầu là chẩn đoán nhầm. Và đương nhiên là cái tình trạng đó thì cũng xuất hiện đúng như ở chúng ta thôi. Một trong những khó khăn lớn nhất là như này, ẩn sâu ở các cái căn bệnh hiếm đó là những cái căn bệnh liên quan đến di truyền, nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì lại biểu hiện như một bệnh thông thường. Tôi ví dụ là các cháu nó biểu hiện như một cái viêm phổi kéo dài, thậm chí là các cháu chuyển đi chuyển lại từ bệnh viện lao bệnh phổi trung ương xong lại quay lại bệnh viện nhi dòng dã như vậy 2 năm trở. Thì cuối cùng chúng ta mới biết là ẩn sâu trong đấy là một căn bệnh mà có liên quan đến miễn dịch bẩm sinh. Thế còn về mặt điều trị thì lại càng gian nan. Cho đến hiện nay chỉ 5% những cái bệnh hiếm mà chúng ta có khả năng điều trị thôi, tức là có thuốc sản phẩm để điều trị. Còn lại tất cả những trường hợp khác là điều trị mang tính chất hỗ trợ, mà chúng ta biết rằng là xuất hiện ở trẻ em thì là bệnh di truyền, xuất hiện ở trẻ em mà cái khả năng tàn tật cao thì thông thường là lại phải chăm sóc y tế cả đời. Chăm sóc cả đời và cái tỷ lệ tàn tật là rất là lớn. Người ta ước tính có tới 30% các cháu mắc bệnh hiếm là không có sinh nhật lần thứ 5, tức là tử vong rất sớm. 35% tử vong dưới 1 tuổi là do các cái bệnh hiếm. Thế thêm nữa khó khăn là cái giá thành điều trị. Khi đã có sản phẩm, có thuốc điều trị rồi thì cái giá thành điều trị cũng không phải là nhỏ, rất là lớn. Cộng thêm với lại có những bệnh mà can thiệp bằng ngoại khoa có thể sửa chữa thì có thể 1 lần, 2 lần. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy nếu như mà điều trị là điều trị thay thế thì đôi khi phải điều trị cả đời. Thế nên cái gánh nặng rất lớn về mặt y tế, xã hội và kinh tế. Và thêm cả tâm lý nữa. Rất là nặng nề. Vâng, với những cái khó khăn, với những cái gánh nặng nề như vậy thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã làm thế nào để có thể khắc phục những khó khăn đó, thưa ông? Để chúng ta làm thế nào để có những cái tiến triển trong việc chẩn đoán và điều trị các cái bệnh hiếm để mang lại cho bệnh nhân cái cơ hội được có được sức khỏe, cơ hội có được cái cuộc sống tốt hơn về sau ạ? Cái cách chúng tôi tiếp cận là trước hết chúng ta ưu tiên những cái bệnh mà chúng ta có khi phát hiện ra, cho dù là hiếm nhưng khi phát hiện ra là chúng ta có khả năng điều trị. Thế thì bằng cách đó thì vấn đề chúng ta hội nhập quốc tế là rất quan trọng.
Thế thì ngay từ những năm 2005 thì chúng ta đã tham gia những cái mạng lưới chẩn đoán các cái bệnh hiếm. Đặc điểm nữa là chúng ta phát hiện càng sớm thì cái kết quả điều trị nó tốt hơn rất là nhiều. Thì triển khai cái chương trình sàng lọc sơ sinh mở rộng cho các cái rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là rất có giá trị trong trường hợp này. Thế thì Bệnh viện Nhi Trung ương thì triển khai sàng lọc các cháu mà có nguy cơ cao. Ví dụ trong gia đình đã có những cháu mà tử vong, chúng ta không biết nguyên nhân, hoặc là có những người mà thậm chí người lớn tử vong không rõ nguyên nhân. Thế thì khi các cháu sinh ra, mặc dù chưa xuất hiện triệu chứng, nhưng các cháu cũng được sàng lọc bằng những cái xét nghiệm hóa sinh và các cái xét nghiệm di truyền hiện đại. Thế thì khởi đầu, giai đoạn đầu thì cái tỷ lệ tử vong rất cao, 50% những cái cháu đấy là tử vong. Nhưng mà càng về đây thì kết quả điều trị rất là tốt. Hiện tại thì tỷ lệ tử vong trong cái lần đầu chẩn đoán chỉ còn 8%. Thưa quý vị, để khắc phục được những khó khăn trong công tác nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm thì từ đầu những năm 2000 chúng ta đã bắt đầu triển khai các hạng mục hợp tác quốc tế, và đến nay thì mối quan hệ hợp tác càng được thắt chặt, từ việc gửi mẫu bệnh ra nước ngoài hay là các chuyên gia đến với Việt Nam để hỗ trợ cũng trở nên thường xuyên hơn. Trong dịp vừa qua thì chúng tôi cũng có cơ hội được đến ghi hình và phỏng vấn một vị chuyên gia người Pháp sang cùng Viện Nhi để hỗ trợ các trẻ bệnh hiếm tại Việt Nam. Xin mời vị khách mời của chúng ta cùng với quý vị cùng theo dõi. Không phải trang phục áo blue trắng, như một người khỏe mạnh thông thường, giáo sư Dominic Germain mỗi lần sang Việt Nam đều vào thăm khám các bệnh nhân theo cách như vậy. Theo ông, đó là cách để ông và người bệnh không còn khoảng cách. Giáo sư Dominic là một trong những giáo sư đầu ngành di truyền học người Pháp. Ông là tác giả chính đã nghiên cứu thành công phương pháp điều trị mới cho nhóm bệnh hiếm Fabry. Ông đã đóng góp nhiều trong xây dựng phác đồ quốc tế cho chẩn đoán và điều trị nhóm bệnh hiếm. Điều rất quan trọng là cần thực hiện chẩn đoán sớm, bởi nhiều phương án điều trị sẽ rất hiệu quả ở giai đoạn đầu. Nếu để tới giai đoạn cuối thì những phương án đó gần như vô hiệu. Bởi vậy, rất cần đào tạo, bồi dưỡng cho các bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực di truyền y học và tư vấn di truyền. Tôi thực sự ấn tượng bởi những người đồng nghiệp tại Việt Nam. Họ luôn tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế cũng như tích cực tham gia các buổi hội thảo quốc tế. Ở Việt Nam, trong nhiều năm qua, một số bệnh hiếm đã có bước tiến khả quan trong điều trị. 5 năm trước mà nói về đến truyền enzyme thay thế là giống như một bác sĩ của chúng tôi nói, đó là giống như niềm mơ ước của Việt Nam được bay lên vũ trụ. Thì bây giờ chúng tôi đã được là cắp cánh là bay lên vũ trụ điều trị bằng một cái thuốc enzyme đắt tiền và có nghĩa là trong những cái tiến bộ lớn nhất của nhân loại cho điều trị. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia các chương trình quốc tế nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát triển y tế trong chẩn đoán điều trị bệnh hiếm, như cuộc họp quan chức cấp cao về y tế có Bộ trưởng Bộ Y tế tham dự trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 23-24 tháng 8 năm 2017. Trong tuyên bố chung, mục 24 có nêu rõ thành lập nhóm sáng kiến về bệnh hiếm nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức, rào cản về chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm đối với 21 nước thành viên. Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 5240 QĐ-BIT về việc thành lập Hội đồng Tư vấn về Quản lý Bệnh hiếm tại Việt Nam với các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng định hướng kế hoạch hoạt động về quản lý bệnh hiếm, hoạt động của các chương trình, dự án về quản lý bệnh hiếm, xây dựng các chính sách về quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam. Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đại diện của Bộ Y tế ký các biên bản với các công ty cung ứng thuốc điều trị bệnh hiếm. Vâng, thưa ông, là chúng ta vừa thấy những cái hoạt động của chuyên gia Dominique người Pháp cùng với lại bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ cho các bệnh nhân điều trị bệnh hiếm. Vậy thì ngoài Pháp ra thì chúng ta có những cái hạng mục hợp tác nào nữa cùng với các nước trên thế giới trong việc nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm ạ? Ở Pháp thì giáo sư Dominique Germain dẫn đầu một cái dự án mà sản phẩm điều trị nó rẻ hơn rất nhiều so với cái phương pháp điều trị enzyme thay thế và đã được FDA phê chuẩn cách đây vài năm, và cũng là một chuyên gia rất là nổi tiếng và có những cái thành tựu nghiên cứu rất lớn liên quan đến cái điều trị bệnh hiếm. Thế còn đối với Mỹ thì chúng ta có những hợp tác từ năm 2004 về nghiên cứu và
chẩn đoán các cái bệnh mà nằm trong cái nhóm bệnh hiếm khoảng độ 50 bệnh, người ta gọi là các cái bệnh dự trữ thể tiêu bào. Cái nhóm thứ hai nữa là đối với Nhật Bản thì chúng ta nhận được cái sự giúp đỡ vô cùng quý báu, đặc biệt là 10 năm đầu tiên chúng ta không có khả năng xét nghiệm chẩn đoán trong nước, thì họ chẩn đoán sẽ giúp chúng ta hoàn toàn miễn phí, và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực nữa và các cái hợp tác về nghiên cứu khoa học nữa. Rồi sau đấy thì chúng ta có hợp tác với châu Âu như là Đức về vấn đề đào tạo, rồi ở Anh thì cũng liên tục từ hơn 10 năm nay. Rồi thì thậm chí là ở khía cạnh hỗ trợ các gia đình mắc các bệnh hiếm, rồi cung cấp thông tin, thì chúng ta cũng có những cái hợp tác rất là chặt chẽ với các chuyên gia Đài Loan, và chúng ta tham gia các cái diễn đàn xây dựng chính sách về các bệnh hiếm của khu vực nữa. Vâng, thưa ông, là chúng ta thấy rằng là chúng ta hiện nay đang có cái mạng lưới hợp tác cũng như là những cái hoạt động hợp tác cụ thể, các cái hạng mục hợp tác cụ thể rất là hiệu quả. Vậy thì dựa trên những kết quả thực tế, chúng ta sẽ có những cái định hướng như thế nào để có thể thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế và mang lại cái hiệu quả cao hơn trong việc nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm ạ? Năm 2018 thì Bộ Y tế có quyết định sau cái cam kết ở hội nghị APEC của các bộ trưởng Bộ Y tế liên quan đến lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm, thì Bộ Y tế đã thành lập có quyết định về thành lập hội đồng tư vấn về quản lý bệnh hiếm, và hội đồng cũng đã có cái cuộc họp đầu tiên tháng 3 năm 2019, và trong cuộc họp này thì cũng có những cái kế hoạch hành động rất là cụ thể, từ vấn đề chúng ta phải có cơ sở dữ liệu của các cái bệnh hiếm và chúng ta có danh mục, từ đấy thì chúng ta sẽ đề xuất một cái định nghĩa ở cái mức độ nào chúng ta được coi là hiếm và không hiếm. Thế và sau đấy thì là các cái chính sách mà kèm theo liên quan đến các cái bệnh hiếm. Thế và thông qua các cái khâu là chúng ta hội nhập về mặt chính sách, rồi chúng ta hội nhập về mặt nghiên cứu khoa học, rồi chúng ta hội nhập về mặt đào tạo, thì chúng ta có thể là tham gia các cái khóa đào tạo, hoặc thậm chí chúng ta đăng cai các cái khóa đào tạo và các cái hội thảo, hội nghị khoa học liên quan đến các cái bệnh hiếm, và qua đó thì cái vị thế của chúng ta chắc chắn là nó cũng được nâng cao. Và trên thực tế những năm vừa rồi là cứ mỗi một năm khi chúng ta cập nhật với quốc tế cái thực trạng liên quan đến một bệnh hiếm hoặc một nhóm bệnh hiếm, hoặc thậm chí chính sách liên quan bệnh hiếm, hoặc thậm chí là những cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ gia đình các bệnh nhân mắc bệnh hiếm, thì quốc tế họ đánh giá rất cao là mỗi một năm là chúng ta có những cái tiến bộ rất là rõ. Thưa quý vị, công tác hợp tác quốc tế đẩy mạnh nên việc chẩn đoán sớm và có thuốc can thiệp kịp thời đã đem đến cho những bệnh nhân bệnh hiếm được cải thiện sức khỏe đáng kể. Câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu sau đây là một câu chuyện như thế. Bé Hân khi sinh ra thì đã mắc bệnh hiếm Pompe. Ban đầu thì ước tính bé cùng lắm chỉ sống được khoảng 6 tháng. Thế nhưng nhờ sự tận tình của các bác sĩ, sự hỗ trợ trong nước và quốc tế mà giờ đây bé đã có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Ngọc Hân là bệnh nhi mắc căn bệnh hiếm có tên gọi Pompe. Đây là bệnh lý di truyền có thiếu hụt enzyme acid alpha gluco. Cứ 14.000 đến 30.000 trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc bệnh. Cô bé được phát hiện bệnh khi tròn 28 ngày tuổi với các triệu chứng khó bú, suy hô hấp, yếu cơ toàn phần, cơ tim phì đại bất thường. Ngọc Hân được chẩn đoán chỉ có thể sống không quá 6 tháng nếu không điều trị. Em chỉ mong có một kỳ tích xảy đến gia đình em, và cũng rất là mong là khoa học sẽ tìm ra được thuốc chữa. Bệnh nhân ấy thường thì chúng tôi không đoán được ở đây mà phải lấy mẫu máu và gửi đi Đài Loan, thì ngay lúc đấy chúng tôi lấy, và sớm sau đã gửi đi, chúng tôi cũng giục bên kia rất là nhanh. Thực ra rất nhiều bác sĩ Việt Nam có kinh nghiệm phong phú, rất nhiều trường hợp khẩn cấp và họ cũng có thể biết được đó là bệnh gì. Họ chỉ cần chúng tôi xác nhận hộ suy đoán của họ có đúng hay không thôi. Nên nhiều lúc chúng tôi nhận được nhiều những tình trạng khẩn cấp như thế này, thì một tuần đã có kết quả rồi. Trường hợp của bé Hân cũng trong thời gian một tuần đã có thể chẩn đoán, định danh đúng loại bệnh mà Hân đang mắc phải. Thế nhưng, bệnh hiếm nên thuốc cũng vô cùng đắt đỏ. Như bé Hân, truyền enzyme là khoảng 100 triệu đồng một lần điều trị. Sanofi, một công ty dược phẩm của Pháp, đã đồng hành cùng Hân và các bệnh nhân bệnh hiếm.
Ở Việt Nam thì chúng tôi đã hỗ trợ được khoảng 40 bệnh nhân từ năm 1997 và đến ở tại các bệnh nhân này là ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Và mới đây năm ngoái, nằm vào năm 2008 thì một vài bệnh nhi ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã được tiếp cận chương trình này. Phải nói là hồi hộp, bởi vì đây bệnh nhân đầu tiên chúng tôi điều trị, đáp ứng của bé như nào, chúng tôi phải đánh giá từng bước một, từng ngày một. Gia đình em cũng rất là mừng, bởi vì con em vẫn còn sống với em. Em chưa bao giờ em nghĩ được là con em sẽ đi được đâu, bởi vì nhìn con yếu lắm. Khi mà cho con tập đi ấy, con đứng còn không vững cơ. Thế nhưng mà 14 tháng thì con đã đi được trên chính đôi chân của mình. Một điều mà hai vợ chồng em cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc lắm. Chúng ta biết là trước năm 2015 là chúng ta không có phát hiện được cháu nào cả. Trước đó các cháu có hiện hữu nhưng mà chúng ta không biết nó là cái gì. Đến nay, Việt Nam đã xác định được các dạng bệnh hiếm cùng thể với Hân. Khoảng 300 bé rải rác khắp đất nước. Và các bác sĩ cùng với sự đồng hành của sự hỗ trợ quốc tế đang tiếp tục nghiên cứu, điều trị để đem đến cho các bé cuộc sống khỏe mạnh hơn. Vâng, thưa bác sĩ, là chắc hẳn khi mà xem những hình ảnh vừa rồi của bé Hân thì chắc là bác sĩ vẫn còn nhớ về trường hợp bệnh nhân này của mình đúng không ạ? Vâng, vậy thì bác sĩ có thể nói điều gì về cái sự chuyển biến thần kỳ trong việc điều trị khi mà chúng ta có cái sự hỗ trợ cũng như là thúc đẩy sự hỗ trợ của quốc tế ạ? Với những cái trường hợp như của cháu Hân thì từ hơn 10 năm nay thì chúng ta có sản phẩm enzyme thay thế. Và nếu như không điều trị thì chắc chắn các cháu sẽ tử vong. Và đặc biệt là thuốc enzyme thay thế thì nó rất là đắt. Vâng. Rất may là cũng là một trong những cái bước đi mà chúng ta vượt hẳn lên so với rất nhiều nước trong khu vực, là Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay đã đồng ý chi trả 30% cho các cháu mắc bệnh Pompe này. Và các doanh nghiệp họ có sản phẩm, họ sẵn sàng hỗ trợ cùng với cháu Hân và 40 cháu khác. Hiện giờ là chúng ta đang tiêu tốn một cái nguồn kinh phí rất lớn từ nguồn hỗ trợ là cứ một tháng là 2 tỷ rưỡi cái tiền thuốc. Thế nhưng mà đổi lại thì thứ nhất là các cháu sống. Thứ hai là cái chất lượng sống rất là rõ. Tức là các cháu thậm chí là vận động mà đi lại. Và như cháu Hân thì thậm chí là cháu nó còn đạp xe đạp được. Vâng ạ. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng là ví dụ như với trường hợp mà nhóm bệnh như của Hân chẳng hạn, bệnh Pompe chẳng hạn, thì hiện nay chúng ta có thuốc điều trị rồi này. Chúng ta có thể chẩn đoán sàng lọc sớm. Thế nhưng cũng có những cái nhóm bệnh mà chúng ta lại chưa có thuốc điều trị. Vậy thì thưa ông là hiện nay chỉ nói riêng một chút về cái vấn đề thuốc điều trị thì chúng ta đang gặp những cái khó khăn nào nữa? Con số những cái thuốc mà dùng để chữa bệnh hiếm thì rất khiêm tốn so với con số tổng cộng được đăng ký để đưa ra thị trường. Thế tôi lấy ví dụ là khi mà đăng ký thậm chí ở Hoa Kỳ khoảng độ 4.000 các cái sản phẩm khác nhau. Nhưng cho đến thời điểm này thì có khoảng độ 650 các cái thuốc được phê chuẩn. Cái khó khăn thứ hai là ngay lúc đầu tôi đã đề cập là chúng ta phải biết bệnh đó là gì thì chúng ta mới chữa được. Thế thì những năm gần đây thì với những tiến bộ khoa học rồi công nghệ trong lĩnh vực sinh học phân tử rồi hóa sinh hiện đại thì cái số bệnh mà chúng ta xác định được bản chất nó tăng lên rất rõ. Và chính vì vậy các cái sản phẩm điều trị cũng được nghiên cứu và được thử nghiệm và được phê chuẩn cũng tăng lên rất là rõ. Thế điểm thứ ba nữa chúng ta biết rằng là để tìm được một nhà đầu tư cho một cái để nghiên cứu và đưa ra thị trường một cái thuốc chữa cho đôi khi cả thế giới thì được độ chục người bệnh hoặc là 100 người bệnh thì nó sẽ rất khác với hàng triệu người bệnh. Cái này là khó khăn đối với tất cả các nước phát triển chứ không riêng gì ở Việt Nam. Vậy thì trước những cái khó khăn trong cái việc nguồn cung các cái loại thuốc hiếm như vậy thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào để có thể thúc đẩy người bệnh có thuốc thưa ông? Tức là trước hết chúng ta có cái hành lang pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi thì cho những cái sản phẩm mà đang được thế giới bắt đầu sử dụng hoặc là đang được sử dụng
thường quy cho các người mắc bệnh hiếm để có thể có ở thị trường Việt Nam. Thế còn ngoài cái sự hỗ trợ của cái nguồn lực chung như là bảo hiểm y tế ra, thì chúng ta rất cần các cái nguồn lực khác. Ví dụ, tại sao chúng ta lại không thành lập một cái quỹ để cho các cái cháu mắc bệnh hiếm? Ví dụ như vậy, thì ở các nước cũng vậy thôi. Thế cái nguồn lực mà nhà nước chi trả là chỉ chiếm một phần thôi. Thế còn lại một cái nguồn lực rất lớn liên quan đến vấn đề điều trị, liên quan đến vấn đề chẩn đoán, liên quan đến vấn đề phổ biến thông tin, phổ biến kiến thức, rồi liên quan đến những cái hoạt động hỗ trợ cho các cái gia đình mắc bệnh hiếm, thì cũng là từ nguồn hỗ trợ từ các cái nguồn lực xã hội khác nhau. Và ở các nước còn thêm một cái khía cạnh nữa là người ta có thể không từ ngân sách trung ương nhưng từ ngân sách địa phương. Đấy, bởi vì là đôi khi cả tỉnh chỉ có một cháu mắc một bệnh nào đó, thế thì cả tỉnh để chữa một cháu thì nó dễ dàng hơn là cả trung ương phải chữa, tức là ở nguồn lực từ trung ương mà chúng ta phải chữa 100 cháu, ví dụ vậy. Và bên cạnh đó thì vẫn chắc chắn chúng ta sẽ cần những cái nguồn lực từ phía hỗ trợ quốc tế, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, những chuyên gia quốc tế và trong nước thì họ cũng có những ý kiến đóng góp khác để những trẻ bị bệnh hiếm không bị bỏ lại phía sau, bệnh hiếm được quan tâm một cách đúng đắn, xã hội được nâng cao hiểu biết về các bệnh hiếm. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp các ý kiến mà chúng tôi đã có dịp phỏng vấn. Điều quan trọng là phải chẩn đoán được đứa trẻ này hay đôi khi là người trưởng thành này có khả năng mắc bệnh lý về gen. Nếu làm được điều ấy, thì cả gia đình đều hưởng lợi. Bởi khi đưa ra được những chẩn đoán dù chỉ với một cá nhân, thì chúng ta cũng có được cả phả hệ. Từ đó đưa ra những chẩn đoán cho những thành viên khác trong gia đình. Từ khoảng đầu năm 2000, chúng tôi đã tiếp nhận những mẫu từ các nước Đông Nam Á vì có thể điều kiện trong nước chưa làm được. Vậy nên từ khi đó chúng tôi cũng mở rộng hợp tác. Từ đó thì bệnh nhân cũng có thể có kết quả xét nghiệm đúng nhất. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị sau này cho bệnh nhân. Và tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường hợp tác hơn nữa. Việt Nam nên có các cái trung tâm để chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm, và đặc biệt thì giai đoạn đầu chúng ta nên tập trung những cái bệnh mà có các cái giải pháp điều trị, xây dựng các cái phác đồ điều trị cũng như là hệ thống các cái luật liên quan đến bệnh hiếm để giúp cho những người mắc bệnh hiếm có thể tiếp cận được các cái chương trình hỗ trợ đặc biệt hơn. Thưa quý vị, sáng kiến tổ chức Ngày Bệnh Hiếm được thực hiện lần đầu ở Pháp vào năm 2008. Đến năm 2009 thì Hoa Kỳ bắt đầu hưởng ứng. Năm 2016 vừa qua thì có 80 nước đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm. Ở Việt Nam thì Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở đầu tiên trong cả nước có các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới về Bệnh Hiếm. Và cũng hy vọng rằng trong tương lai thì cộng đồng ngày càng có nhận thức đầy đủ hơn, các nhà khoa học có những nghiên cứu đột phá hơn và quốc tế thì liên kết mạnh mẽ hơn nữa để những đứa trẻ hiếm không bị bỏ lại phía sau, chỉ vì đó là hiếm, là thiểu số. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Vũ Trí Dũng đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Việt Nam Thế giới lần sau. We'll be right back.